được khởi xướng từ năm 1996. Cho đến nay, hội thi leo núi Tà Cú không chỉ thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia, mà còn được nâng tầm để trở thành một trong những giải đấu có chất lượng ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Năm nay, hội thi leo núi Tà Cú Hàm Thuận Nam Bình Thuận mở rộng, bước sang lần tổ chức thứ 25. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, giải khởi động trở lại với nhiều nét mới, hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính trên đường chạy chinh phục đỉnh núi Tà Cú. Hội thi năm nay là mở rộng đến tất cả các vận động viên trên toàn quốc tham gia. Và hội thi năm nay thì sau 2 năm dịch thì huyện tổ chức lại hội thi. Và đối với giải lần này thì sẽ có cái sự kịch tính trong cái việc tranh tài giữa các vận động viên, cho nên là sẽ hấp dẫn hơn. Đồng thời thì đối với giải lần này thì huyện tổ chức để mừng đảng, mừng xuân cũng như là kỷ niệm 40 năm thành lập huyện. Hội thi leo núi Tà Cú là một trong những hoạt động góp phần quảng bá du lịch, giới thiệu về hình ảnh con người hiền hòa, chất phác và mến khách của huyện Hàm Thuận Nam, cũng như khu du lịch núi Tà Cú với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ thống chùa chiền cổ kính. Chùa núi Tà Cú tọa lạc trên ngọn núi cao 649m, nằm lưng chừng núi ở độ cao khoảng hơn 400m. Được xây dựng năm 1879 do nhà sư Trần Hữu Đức xây dựng. Tổng thể kiến trúc bao gồm tam thế Phật, điện thờ, tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn cao 11m, dài 49m, tháp mộ, hang tổ, ẩn mình dưới rừng cây cổ thụ xanh tươi bốn mùa. Năm 2003, sau khi hệ thống cáp treo đưa vào sử dụng, du khách đến tham quan viếng cảnh chùa được thuận lợi, dễ dàng hơn. Sau 25 lần để cùng song hành cùng với lại huyện Hàm Thuận Nam hỗ trợ để tổ chức cái giải hội thi leo núi, thì lần này sau 2 năm dịch, khu du lịch đã quyết tâm thay đổi về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị và chỉnh trang đầu tư hết toàn bộ cảnh quan và môi trường, song hành cùng với năm du lịch quốc gia cũng như là tham gia cái khẩu hiệu hành tinh xanh của tỉnh Bình Thuận, với một niềm tin là vực dậy ngành du lịch nói chung cũng như là ngành du lịch của TTC nói riêng. Sau 24 năm tổ chức, từ một giải đấu mang tính phong trào của địa phương, cho đến bây giờ, hội thi leo núi Tà Cú không ngừng phát triển cả về số lượng vận động viên lẫn chất lượng giải đấu. Thời gian thi đấu ở các hệ ngày càng được rút ngắn, chứng tỏ các vận động viên đã có sự chuẩn bị chu đáo cả về thể lực và tinh thần. Con đường này khá là dài, dốc và trơn trượt. Nói chung là đá rất là khó khăn, nhưng mà em muốn thử sức. Muốn chinh phục được nó thì cũng phải trải qua thời gian rất là dài, phải luyện tập và phải va chạm với lại cái độ khó là dốc núi và đá, nó rất là nguy hiểm, cho nên là mình phải cố gắng luyện tập. Để giải đấu được nâng tầm và đảm bảo an toàn cho các vận động viên trong suốt quá trình leo núi, trước giải đấu bao giờ cũng diễn ra hoạt động khảo sát của tổ trọng tài. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, thể hiện được sự cẩn thận, chu đáo của ban tổ chức. Do 2 năm là dịch Covid nên thành ra là đường lên núi là nói chung là cây cối nó mọc tùm, nói chung là rất là dày. Thì trong quá trình di chuyển lên khảo sát thì phối hợp với các anh em hỗ trợ là để vừa khảo sát và vừa khoét đường chạy, và bây giờ đường chạy rất là nói chung là thông thoáng để tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên thể hiện trong đợt hội thi leo núi năm nay. Một mùa xuân mới đang về, núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam đang sẵn sàng mở hội. Các ngôi vị vua leo núi, nữ hoàng leo núi mỗi năm tiếp tục tìm ra chủ nhân xứng đáng. Với điều đó, hội thi thật sự trở thành một sân chơi bổ ích trong dịp vui xuân đón Tết, trở thành một điểm hẹn lý tưởng trong việc kết hợp hài hòa giữa thể thao và du lịch.